hướng dẫn mọi người cách chỉnh chiếc đồng hồ Citizen Radio Control. Chiếc đồng hồ này nó khác với những chiếc đồng khác, là nó chỉnh bằng đồng hồ với cái số nhỏ ở đằng sau của chiếc đồng hồ. Bây giờ chúng ta lại úp đồng hồ vào. Đây các bác để ý, ở đây là em đã lắp sơ pin vào rồi. Bây giờ cho pin vào thì tình hình là đây nó có cái bật đồng hồ. Nó đang hiện một cái thu sóng. Trước khi lắp pin vào thì bác lắp pin vào xong bác ấn nút cái nút này gọi là nút menu của nút chọn. Nút này nút lên, nút này nút xuống. Ấn lên. Đấy, thì mặc định là nó sẽ là hiện là 12 giờ 10 à 12 giờ 1 phút. Thì đồng hồ nó sẽ chạy về 12 giờ 1 phút khi bật trước này. Khi mà nó chạy về mặt đằng trước đúng 12 giờ thì nó sẽ đứng lại. Bạn đợi vài phút nó sẽ về 12 giờ nó sẽ đứng lại. Khi mà nó đứng lại thì lúc đấy chúng ta mới chỉnh được. Rất mới luôn, mới như vừa bóc hộp. Nó sẽ đứng lại và đồng hồ đang chạy bình thường. Khi đồng hồ chạy bình thường, tất nhiên là vào nó sẽ không đúng. Mình muốn chỉnh theo ý của mình. Đúng giờ vừa giờ thì bác úp đồng hồ xuống. Đấy, ở đây là bây giờ là cái chỗ này giữ nút menu chọn cho cái số nó nháy nháy. Đó, chỗ này mình bỏ qua. Đấy, tiếp cái nữa, chỗ này là chỉ ngày tháng. Bắt chỉ giữ và chọn. Đó. Hôm nay là 16 tháng 9. Đó, xong ấn chọn sẽ nhảy sang vào. Bây giờ chúng ta chọn vào. Đây. Đây. À, 10 giờ 30 đi. Đấy. Đây là 10 giờ 29 rồi. Ok. Xong. Đây. Đấy. Kim đồng hồ sẽ tự chạy về 10 giờ 29 luôn.
đây là một chiếc CVVN rất hiếm hoi mà chỉnh tờ chính xác tuyệt đối, không như những chiếc CVVN khác. Khi mình chọn tờ đến mình cần muốn mình bỏ tay ra thì thằng này nó chỉnh bằng kỹ thuật số nên rất chính xác.